phải đi mượn ra đâu. Ê bảo nghe nhỉ, nay mưa gió quá kinh khủng luôn. Ôi giời ơi, mưa thế. À, xin chào bác, nay chủ nhật nhưng mà mưa quá. Con à? Hôm bắn là cái con ca con nhà thẳm nhốt nó lùa đuống rồi. Ca mái. À, xuống đây. Chắc lấy trong lùa đuống là hai con này, con nó nàng nàng. Chết hai con. Không liên. Tao trong cái nọ mà. Bạn. Cái miếng ca cây nó ca mải kìa. Nhỏ. Con cá tròn nhất à? Thôi ngắn một con đi. Chết rồi. Chết rồi. Mưa ghê thật. Cái cây đang cắm máy à? Cái cây à? Ê mà teo leo nè. Mưa thế. Thuồng cho mưa trỏ này ạ. À, rảnh đi. Mưa thế. Ai chà. Trời nó đang mưa to các bác. Hôm nay thì thằng em xuống chơi. Hôm nay bắt con gà, tí làm món món thịt gà. Còn bây giờ thì đi hái một ít lá lồm để nấu mi sáo bò, da bò đấy. Lên trên nhà thằng Tài xin ít lá lùm. Nhà nhiều lắm. Chắc hái tầm này đấy các bạn. Vì mưa quá. Với lại nó ở tít trên cao cơ. Tít trên này. Mày thế này thôi. Đây là đi về. Ít đi học bia. Nay chúng ta có thịt gà nấu cây chuối, da bò nấu lá lùn, bên này thì cá hấp.
kỷ niệm với gia đình. Gặp nhau và ăn uống rồi họp mặt gia đình rất là vui luôn. Thời tiết thì hôm nay thì rét và nó là những cái chiều cuối năm rồi. Cho bác xem quang cảnh tí. Ở đây thì nhà thì gần bờ ao với lại có nuôi mấy con vịt mà các bác. Đang bơi này các bác. Gió rét lắm. Cảnh đẹp lắm các bác. Sáng thì mưa thì tầm này thì ngớt rồi đây. Lũ vịt. Bây giờ vẫn vào để ngồi ăn cơm tiếp các bạn. Và cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu các bác thấy những kỷ niệm này hay ho và giống kiểu như là ở quê các bác thì hãy cho một like với lại đăng ký kênh để ủng hộ có nhiều những video về cuộc sống thôn quê gia đình nha các bác nhá. Xin chào các bác.